Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và để trở lại chương trình của ngày hôm nay, xin mời quý vị theo dõi những bản tin sau đây. Để mở đầu chương trình của ngày hôm nay là tin vui liên quan tới cuộc tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Theo nguồn tin thăm dò ý kiến của Harvard là cựu tổng thống Donald Trump đã duy trì ở cái vị trí dẫn đầu vững chắc điều này à, tăng tốc sau khi biện lý quận Manhattan là ông Alvin Pratt thi tố ông cũng theo cái à, nguồn tin từ Breitbart News đã đưa tin hôm thứ ba vừa rồi là một với một cái à, cuộc thăm dò ý kiến buổi sáng mới à, cho thấy là cựu tổng thống Donald Trump dẫn đầu với 29 điểm và cái à, cuộc khảo sát cho thấy là 53% cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa đã ủng hộ cựu tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử à, sơ bộ năm 2024 này và Đối với ông Ron DeSantis, người đã bị giảm từ 26% xuống 23% vào tuần trước và hiện đang tăng trở lại ở một cái mức hỗ trợ là 24%. Và nói cách khác hơn là cựu tổng thống Donald Trump đang ở một cái vị trí dẫn đầu 29 điểm cách đây 2 tuần. Và tuần trước ông đã dẫn đầu trước Ron DeSantis là 33 điểm là một cái vị trí dẫn đầu cao nhất của ông ấy được ghi nhận trong cuộc khảo sát này. Và tiếp theo sau đây là cái cuộc thăm dò ý kiến của ông Bảy Đen. Cũng theo cái tờ Prepper News cho thấy rằng cái cuộc thăm dò chỉ có 44% cử tri tin rằng ông Bảy Đen có đủ sức khỏe về tinh thần để trở thành tổng thống. Và so với 56% tin rằng ông không có đủ sức khỏe về tinh thần. Nhưng theo các cuộc thăm dò thì cho thấy cái hạng chấp thuận của ông ấy đang dao động ở mức thấp 40 ngay sát móc với những người tiền nhiệm của ông ấy là những người đã bị từ chối ở nhiệm kỳ thứ hai đã ngồi vào thời điểm này của nhiệm kỳ tổng thống của họ và đây cũng là một cái tin khá là vui cho cựu tổng thống Donald Trump à, mỗi ngày một tin vui thì qua những cái cuộc khảo sát cho chúng ta thấy thì hiện tại bây giờ là ông là cái người dẫn đầu trong cái cuộc đua À, tổng thống năm 2024 này Trong toàn nước Mỹ Và cũng mong rằng đừng có bất cứ Những cái uh, chướng ngại vật nào Hoặc là những cái uh, nguy hiểm Khó khăn nào sẽ đến với ông Và mình luôn có một cái uh, niềm tin Rằng nếu uh, mọi vấn đề Đều xảy ra theo một cái uh, khuyên hướng tốt Thì uh, Cái cơ hội và cái khả năng Để cho ông giành lại chiến thắng Trong cái cuộc uh, bầu cử năm 2024 này Với một cái xác sức Rất là cao và tiếp theo sau đây là bản tin cũng khá là nổi bật có liên quan tới anh thợ sang và ông bộ trưởng bộ tư pháp thì theo cái nguồn tin từ tờ news theo một người tố giác của sở thuế là ông tổng trưởng lý có nghĩa là bộ trưởng bộ tư pháp là quan chức trước đây chưa được xác định danh tính đã đánh lừa quốc hội về cuộc điều tra của bộ tư pháp đối với anh thợ Sang và theo một cái báo cáo bị cáo buộc hôm thứ sáu vừa qua là ông Bộ trưởng Tư pháp là ông Garland từ chối Newton cái cố vấn đặc biệt trong cái cuộc điều tra thuế của anh thợ Sang để tạo ra một cái khoảng cách giữa ông bãi đen và bộ Tư pháp của ông và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp này cũng đã nhiều lần làm chứng trước quốc hội và nói rằng à, công tố viên liên bang là ông David Wade à, có toàn quyền đưa ra cáo trạng hình sự đối với anh Thợ Sang mà không cần sự cho phép của Bộ Tư pháp. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp này lưu ý rằng cá nhân của anh ta sẽ phải quyết định cho bất cứ những cái cáo buộc nào nếu mà buộc tội cho anh Thợ Sang. Và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp này cũng khẳng định rằng vào tháng 4 năm 2022 sẽ không có bất cứ sự can thiệp nào mang tính chính trị hoặc không phù hợp vào cái cuộc điều tra của anh Thợ Sang do ông Waze dẫn đầu. Nhưng người tố giác của sở thuế tin rằng những tuyên bố của ông Garland đã đánh lừa quốc hội. Luật sư của viên chức sở thuế giải thích rằng thân chủ của anh ta có thể trái ngược với lời khai đã tiên thể trước quốc hội bởi một người được bổ nhiệm chính trị cao cấp người mà tờ New York Post đã xác định là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngay từ năm 2019 thì công tố viên liên bang là ông Weiss do cựu tổng thống Donald Trump chỉ định và ông này bắt đầu điều tra anh thợ sang vì có khả năng vi phạm thuế và vũ khí. Tuy nhiên cho đến nay thì anh thợ sang này vẫn không bị cáo buộc bất cứ một tội danh nào và hôm thứ Sáu vừa qua thì ông chủ tịch ủy ban giám sát hạ viện là ông James Comer cũng đã thốt lên trên cái postcard của ông. Và ông nói như sau, hiện tại có đủ cơ sở để truy tố thợ săn cũng như đã có đủ cơ sở truy tố thợ săn 3 hoặc 4 năm trước đây với những gì trên máy tính sắp tay của anh ta. Vì vậy, vì bất cứ lý do gì, công tố viên liên bang này đã không buộc tội anh thợ săn. Cuộc điều tra thuế đối với anh thợ săn có thể liên lụy tới tổng thống bãi đen một nhân chứng đã làm chứng trước bồi thẩm đoàn được cho là được yêu cầu xác định danh tính của ông lớn và ông thượng nghị sĩ ron johnson cũng đã nói với preba news rằng ông tin rằng ông bộ trưởng bộ tư pháp và ông bãi đen phải chịu trách nhiệm cho những cáo buộc lạm dụng dưới thời tổng thống bãi đen và ông bộ trưởng bộ tư pháp Nước Mỹ không áp dụng công lý và pháp quyền một cách bình đẳng. Cả hai đều có tội như nhau và phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng mà người tố cáo của Sở Thuế đã cáo buộc. Và tiếp theo sau đây là tin có liên quan tới ông Anthony Blinken là ông à, Tổng thống Joe Biden. Vào năm 2020 thì ông ta đã ủng hộ một cái lá thơ hiện đang bị à, tiết lộ từ 51 cựu quan chức tình báo cho là do ông... À, Anthony Blinken đã khởi xướng nhằm che giấu sự thật một câu chuyện của tờ New York Post liên quan đến uh, chiếc máy tính sách tay của anh thợ săn, được cho là thông tin sai lệch của Nga. Trong một cuộc tranh luận tổng thống vào năm 2020, cựu tổng thống Donald Trump đã nêu lên mối lo ngại rằng Joe Biden có thể bị tổn hại do những tiết lộ được tiết lộ trong một loạt câu chuyện của tờ New York Post cho thấy bãi đơn có liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình. Và ông Bãi đơn nói rằng có 50 cựu nhân viên tình báo quốc gia đã nói rằng những gì Tổng thống Trump cáo buộc tôi là một kế hoạch của Nga. Họ đã nói rằng điều này có tất cả các đặc điểm bốn năm cựu giám đốc của tình báo quốc gia cả hai bên. Nói những gì ông Trump nói là một đống rác rưới. Đây là một cái biện pháp bảo vệ cuộc tranh luận của Biden được xác định dựa trên những gì dường như là một âm mưu trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông nhằm phá hoại câu chuyện gây chấn động của tờ New York Post là vào thứ năm vừa qua thì có một cái tin tức của ông cựu giám đốc tình báo quốc gia ông này tên là Michael Morrow đã làm chứng rằng Blinken khi đó là cố vấn chiến dịch của Biden đã liên hệ với một cựu quan chức tình báo quốc gia và bắt đầu tuyên bố sai sự thật nhằm chống lại câu chuyện của tờ New York Post là thông tin sai lệch của nga ngoài cái âm mưu blinken bị cáo buộc nhằm phá hoại câu chuyện thì Twitter cũng có nổi tiếng là đã cấm người dùng chia sẻ nó và khóa cái bài đăng khỏi tài khoản của họ và Facebook cũng vậy thì cũng cấm người dùng ngăn chặn không cho họ chia sẻ những cái thông tin này trên diễn đàn của họ và nhiều nhân vật truyền thông đã làm theo và tuyên bố cái chiếc máy tính sách tay này của thợ săn là thông tin sai lệch của nghe nhiều ấn phẩm đã không xác nhận được nội dung của máy tính sách tay này cho đến một năm sau thì cái New York Times bắt đầu ngày 16 tháng 3 năm 2022 đã phát hành cái thông tin này và Washington Post là ngày 30 tháng 3 NBC là ngày 19 tháng 5 và CNN là ngày 27 tháng 7 của năm 2022 mặc dù một số phương tiện truyền thông đã xác minh chiếc máy tính sách tay là xác thực nhưng họ đã từ chối thừa nhận rằng à, tổng thống biden có thể liên quan đến hành vi sai trái được tìm thấy trên cái chiếc máy tính sách tay bỏ rơi này và thực tế các phương tiện truyền thông à, cơ sở cũng đã thay đổi vị trí của họ ít nhất là 4 lần về tầm quan trọng của câu chuyện máy tính sách tay của anh thợ săn những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo